Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Eco Park Hưng Yên và đây chính là gian hàng mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất với mẫu xe này. Đó chính là Subaru Outback. Đây là phiên bản 2.5 và đã được bổ sung thêm một cái gói tùy chọn rất là tuyệt vời. Đó chính là gói tùy chọn là iSize. Có thể nói chiếc Subaru này nó là một trong những mẫu xe khá là lạ tại Việt Nam. Nó không lạ bởi thương hiệu mà bởi kiểu dáng. Tôi không xếp chiếc Subaru này về hatchback, sedan, SUV, crossover hay gì cả, mà tôi nghĩ nó là một chiếc xe wagon thì đúng hơn. Tại sao lại gọi là wagon? Các bạn có hiểu wagon nó chính là một cái kiểu xe, nó chính dựa trên khung gầm của sedan này, nhưng mà cái đuôi thì lại được kéo dài ra phía sau cao hơn, có 5 cửa, cửa sau thì có thể mở ra được và phần đuôi xe sẽ thông với khoang hành khách. Có nghĩa là nó khá giống như hatchback vì nó chỉ có hai khoang thôi, đó là khoang động cơ và khoang hành khách, nhưng mà nó rộng hơn và nó dài hơn hatchback rất là nhiều. Nói dễ hiểu ấy, thì wagon nó là một chiếc minivan nhưng mà nó lại thấp như một mẫu sedan, và do đó chúng ta sẽ có một chiếc xe cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Wagon là một dòng xe và rất được ưa chuộng ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu và châu Phi. Chiếc Outback mà tôi đang quan sát này thì nó chính là sử dụng động cơ 2.5 lít và như các bạn đang nhìn thấy một cái màu đỏ, và tôi cũng không thể hiểu nổi công nghệ sơn này nó có gì khác biệt so với công nghệ sơn trong nước. Đúng là hàng Nhật nhập nguyên chiếc nó khác hoàn toàn, một nước sơn rất là sâu. Phần đầu xe thì các bạn vừa ngó qua rồi, chúng ta sẽ có phần đầu xe với những cái thiết kế rất là đẹp, đặc biệt là cụm đèn, và đây chính là phần phía đuôi xe cũng đẹp không kém. Và các bạn hình dung ấy, nó chính là một chiếc xe dài như sedan nhưng mà kéo đuôi theo kiểu hatchback. Chúng ta có chiếc Subaru Outback cực kỳ rộng. Một lát nữa tôi mở khoang nội thất thì tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ phải giật mình với cái độ rộng rãi của mẫu xe này. Lúc đầu tiên mà khi tôi nhìn lướt qua ở hội chợ thì tôi nghĩ rằng là chắc chúng ta sẽ không thể đòi hỏi gì quá nhiều ở một cái chiếc xe nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Và đây là điểm ngạc nhiên đầu tiên khi tôi mở phần cốp ra. Các bạn thấy chưa? Cốp điện. Và đây này, cực kỳ rộng. Tôi chưa từng thấy một cái mẫu xe nào nó có cái khoang hành lý nó rộng như thế này và gập phẳng hoàn toàn luôn. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có cái khoang dành cho bộ đồ nghề, dụng cụ sửa chữa. À, các bạn đang quan sát đây, ví dụ như cái hàng ghế này, chúng ta gặp hàng ghế thứ hai, có lẽ là tôi nghĩ là nhét vừa cả một cái giường 1m8, 2m luôn đó. Rộng mênh mông. Lát nữa tôi mở cửa khoang hành khách thì các bạn sẽ nhìn thấy hai hàng ghế kinh khủng luôn. Đây chính là cái phần đầu của Subaru, chúng ta ngó lại một chút. Chính giữa thôi, nó là một cái rất nhiều cái chi tiết chrome to bản này. Đèn thì dĩ nhiên rồi, là đèn LED chạy ban ngày, bật tắt tự động, vô gần đơn giản thôi. Đây là một điểm đặc biệt của Subaru Outback, đó chính là camera cập lề. Nói chung là chiếc xe này nó hơi khiêm tốn một chút về cái khoản camera. Chúng ta sẽ có một chiếc camera sau, một chiếc camera lề, đâu đó cả một chiếc camera phía trước nữa. Nhưng mà chúng ta không có camera lề trái, không có interface, do đó là chúng ta sẽ không có cam 360, rất là đáng tiếc. Và đây chính là điểm tôi ấn tượng nhất ở mẫu xe này, cực kỳ rộng rãi. Đây là hàng ghế thứ hai này, mênh mông luôn. Các bạn yên tâm là kể cả các bạn có cao 1m9 ngồi cũng không thấm ở đâu so với cái khoang hành khách của chiếc Subaru này. Tựa đầu đầy đủ cho cả ba hàng ghế, kệ tì tay hay để cốc, và ghế thì được bọc da hoàn toàn. Chiếc Subaru Outback này thì nó sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, và dĩ nhiên rồi, một chiếc xe mang tinh thần của Nhật, chúng ta sẽ có những thứ bền bỉ và đặc biệt là cái sự thực dụng của người Nhật thì vẫn không lẫn vào đâu được. Đầu tiên phải rộng đã, thoải mái, thoáng, phải thoáng xe. Các option khác chúng sẽ tính sau. Còn đây chính là khoang cabin, ghế phụ và ghế lái đều được chỉnh điện hết. Tất cả các chi tiết từ táp ly cửa, táp lô đều sử dụng bằng da. Khoang cabin cực kỳ rộng luôn. Một chiếc xe wagon với hai hàng ghế 5 chỗ ngồi.
tác cụm thì trên bảng điều khiển sẽ được chia theo cụm hết luôn, với một màn hình giải trí 8 inch là trung tâm. Cái màn hình này thì cũng được kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đó. Điều hòa thì hai vùng độc lập rồi, có cửa gió phía sau, hiển thị đầy đủ các thông tin chi tiết và rõ ràng. Xe cũng đã được trang bị sẵn phanh tay điện tử với Auto Hold, giữ xe thông minh, kệ tì tay có thể thoải mái gác cho hai người. Vô lăng thì tạo cảm giác rất là thể thao. Ở đây chúng ta sẽ có một số các nút bấm liên quan cạnh đến cái phanh tay điện tử này. Trong đó có nút View chính là để sử dụng cho cái cam cập lề phải. Chiếc Wagon này thì đang sử dụng hệ thống động cơ 2.5 lít với 4 bánh dẫn động toàn thời gian cho công suất tối đa là 175 mã lực. Và chiếc Subaru Outback này thì nó rất là phù hợp, nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn ở đường đô thị. Đây chính là bảng thông số chi tiết. Cách âm trên Subaru này thì tôi cũng vừa chạy thử, thật sự là rất tuyệt vời luôn. Hệ thống treo êm ái, những âm thanh cho khó chịu từ mặt đường mà chúng ta gần như không cảm nhận được gì luôn. Khung gầm chắc chắn liền khối, tạo cái sự cứng cáp. Với chiếc xe này thì chúng ta sẽ có một gói an toàn rất là tốt. Phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thích ứng, kiểm soát làn đường 7 túi khí, chống bó kính phanh của địch thân xe. Ở cái phiên bản này chúng ta sẽ có đủ luôn cả cảnh báo điểm mù luôn. Cột A thì rất là thoáng, do đó là các bạn sẽ không thể lo sợ khi mà lần đầu tiên sử dụng. Hệ thống EyeSight, tôi sẽ nói qua chút. Hệ thống EyeSight trên chiếc Subaru Outback này thì nó sẽ có hai camera trước đặt trước kính lái luôn. Nó sẽ có cái để kích hoạt cái công nghệ an toàn Adaptive Cruise Control, tức là ga hành trình chủ động ấy, kết hợp với Lane Keep Assist hỗ trợ giữ làn đường và Precaution Parking, đó chính là hỗ trợ phanh tự động. Bấm ga sẽ được quản lý tự động và có thêm cả hỗ trợ cảnh báo va chạm nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể hoàn toàn mà các bạn bỏ tay ra, xe vẫn có thể tự lái được giống như trên những chiếc Volvo. Tiêu chuẩn an toàn của Subaru thì dĩ nhiên là đặt 5 sao với hệ thống IIHS, với hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, chống trượt, phanh khẩn cấp, phân phối phanh điện tử này, dây đai an toàn 3 điểm, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo va chạm cả trước cả sau luôn. Và chúng ta sẽ có tới 7 túi khí bảo vệ thân xe. Chiếc xe này thì đang được chào giá bán là 1.777.000.000, một mức giá khá cao dành cho cái đối thủ. Thực ra thì Subaru Outback nó không có đối thủ chính nào của Việt Nam cả. Thông tin chi tiết về giá bán và khuyến mại, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline mà tôi đã đính kèm trên video. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.